Xin kính chào quý bà con nông dân, công ty Việt Nam Nông nghiệp sạch xin giới thiệu đến quý bà con sản phẩm Chess 50WG, thuốc đặc trị sâu hại trên cây trồng. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về thành phần chính của sản phẩm. Bimetrazine 500g trên 1kg, các chất phụ gia 500g trên 1 kg và tiếp theo là về công dụng của sản phẩm. Thuốc đặc trị rầy nâu hại lúa, lưu dẫn mạnh, thấm sâu nhanh, rất hiệu quả diệt rầy đã kháng thuốc khác, hiệu quả kéo dài đến 2 tuần sau khi phun, an toàn với môi trường và thiên địch, phù hợp với chương trình quản lý rầy nâu và đặc trị rầy nâu, bỏ phấn, rầy phấn trắng, rầy lưng trắng hại lúa, bỏ chỉ, rầy bông hại xoài và các loại sâu hại trên nhiều loại cây trồng. Để biết thêm chi tiết về liều lượng và cách sử dụng đối với từng loại cây trồng. Quý bà con nông dân gọi về hotline 0919817033 để được đội ngũ kỹ sư nông nghiệp tư vấn kỹ thuật miễn phí và để mua hàng, quý bà con nông dân có thể để lại số điện thoại bên dưới phần bình luận hoặc gọi về số điện thoại đã được ghi trên bài viết hoặc video này. Cảm ơn quý bà con nông dân đã theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại.